Mở đầu với phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay, thưa quý vị, trường đại học tiểu bang Oklahoma cách ly hội nữ sinh có 23 thành viên đã bị nhiễm COVID-19. Các lớp học kỳ mùa thu của trường đại học tiểu bang Oklahoma đã bắt đầu vào hôm thứ Hai với toàn thể các thành viên hội nữ sinh Pi Beta Phi, nhưng ngay lập tức đã bị cách ly vì 23 thành viên có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Giới chức thẩm quyền của trường đại học nói rằng chỉ có một thành viên Pi Beta Phi có triệu chứng bị nhiễm COVID-19, thưa quý vị, nhưng không có người nào tiếp xúc với cô được phép rời khỏi ngôi nhà tọa lạc ở phía ngoài khuôn viên của trường. Giám đốc chiến lược sáng kiến Pi Beta Phi, Sean Eagleburger, cho biết các nữ sinh chuyển đến khu nhà Pi Beta Phi từ ngày 2 tháng 8 đến ngày 6 tháng 8 đều có kết quả âm tính với COVID-19. Tuy nhiên, có thể vì một nhóm nhỏ của các thành viên của Hiệp hội cư trú ở bên ngoài tòa nhà tham dự một cuộc họp mặt thân mật vào hôm 12 tháng 8 và một thành viên đã bị nhiễm bệnh lây sang. Tất cả mọi người có mặt tại cuộc họp được xét nghiệm COVID-19 và 23 người cho kết quả dương tính. Phát ngôn viên của trường đại học Monica Roberts cho biết trường đang chuẩn bị đối phó khả năng lây nhiễm hàng loạt, thưa quý vị. Và việc đóng cửa tại Pi Beta Phi diễn ra vào lúc tiểu bang Oklahoma ghi nhận sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19 trung bình gần 800 ca mỗi ngày trong 4 tuần qua. We'll be right back.